Được rồi, xin chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay chắc tôi lại đóng gói cây lồng vừng này để gửi cho anh em đây. Thì những cái cây này thì đa số là anh em cũng đặt lâu rồi này. Nhưng mà cái thời gian anh em đặt đấy thì chưa thể gửi được anh em ạ. Thì hôm nay lá nó già rồi thì chắc tôi đã bắt đầu xuống lá để đóng thùng đây. Thì những cái cây mà lá thế này thì mình cắt hết lá đi thì mình có thể gửi đi trong vòng, bảo đảm trong vòng 1 tháng nhé. 1 tháng là cây không sao nha anh em nhé. Thì trước khi xuống lá với đóng gói cái cây này thì tôi sẽ cập nhật lại cái hình ảnh lúc tôi làm cái cây này anh em xem. Là cách đây khoảng hơn tháng 2 tháng vậy đó. Cây này thì là một cái loạt mà tôi mua của ở bà Giàu của bà con đấy, những cái cây họ trồng ở bà Giàu đấy, nó rất là cao anh ạ. Thì về cắt đi, cắt ngắn đi, cắt những cái thân này đi, tạo lại. Chắc nó cũng được cây này từ lúc mua về cũng được 7-8 tháng, cắt chưa nổi, về tạo lại. Mua tự cắt tự đào, cái cây này lúc hồi mua cũng gần cả triệu rồi anh ạ. Mình tự đào. Bây giờ trước tiên là nhổ lên để đóng gói. Đây cuối cùng tôi cũng cắt xong rồi anh em. Cây này thì cũng đang trong quá trình tạo tác thì mới được vài tháng rồi nó chỉ được thế này thôi anh em. Thì về anh em nuôi thêm. Bạn là Tân ở Cà Mau nhé. Cái cây này thì tôi cũng định hình nó khá đầy đủ rồi. Thì bạn về bạn nuôi to lên rồi nếu mà mình làm kỹ ấy, làm kỹ thì sau này bạn có thể bạn cắt giật ở đây này. Những cái thân như này, cắt giật ở đây thì nó bật mầm rất nhanh và mình sẽ uốn lại. Cũng là những cái tay khác. Thế còn cây này thì hiện tại là không thể cắt được anh ạ, bạn ạ, tại vì mình phải nuôi to lên thì mình mới cắt, nó to gấp 3-4 lần này mình cắt. Cái mầm này phải nuôi này. Gốc này cũng khá to đấy, nó cao này, sau này này. Sau này cái bệ này nó trùm rễ ra thì mình trồng từ đây nên là lỗi nó trên chậu này. Bệ khá cao đấy. 2, 4, 6, 8, hơn 80 phân xíu. Quanh 2, 4, 6. Quanh ở 80, trên 80. Còn cái cây này mà nó rất già rồi. Lúc đào thì nó cũng nhiều hoa lắm,
nếu mà bạn muốn chơi hoa thì cứ để thế này thôi, không cần phải cắt, nuôi cho nó phóng dài ra. Như cái cành này, mùi phóng dài cho nên toàn đoạn này, bắt đầu cho nó xuống hoa. Chơi hoa thì nếu mà nuôi cái này thì đến Tết là có hoa này. Những cái vết sẹo tôi làm rất kỹ. Đang bắt đầu kéo, bôi kéo khá kỹ. Những cái cây này thì về thì mình chỉ cần để nguyên cái bầu đất đây nhá. Những cái rễ mà nó bị dập đấy, mình cắt xén đi một vòng đi. Rồi bắt đầu mình đưa vào một cái chậu, trộn phân trộn đất đi, trộn phân vi sinh ấy, hoặc là phân chuồng ấy. Mình sơ dừa mấy đất, trồng vào một cái chậu to và để nuôi. Thì cái cây này nó phát triển rất mạnh. Lộc vừng thì thế này thì đảm bảo nhá, không bao giờ chết được đâu. Tại vì nó có cái bầu đất này, thứ nhất này. Thứ hai là lộc vừng nó rất dễ. Gửi thì chỉ trong vòng một tuần trở lại là bữa nay nó chuyển phát, họ chuyển phát nhanh đấy. Cây thì không, những cái cây này họ không nhận chuyển phát bình thường, buộc mình phải chuyển phát nhanh. Đâm ra là chỉ có một tuần trở lại thôi là chứ còn nhanh nó chỉ 2-3 ngày thôi. Bây giờ mình phụ thuộc vào bên bưu điện, mình không biết là nó mấy ngày nó tới. Nhưng mà cả tháng chả sợ đâu. Mới cả tất cả những cái anh em mà đã ứng tiền cho tôi ấy, ứng tiền một phần đấy. Những cái cây gửi này vườn thì anh em yên tâm nhé. Những cái cây nào mà gửi được thì tôi mới gửi, chứ còn những cái cây nó non là tôi không gửi được đâu. Mới cả những cái cây mà anh em nhờ tạo tác hộ đấy, mình vừa cắt lại mới cả uốn thì mình không thể gửi đi được. Tại vì mầm nó đang ra, nó đang non đấy, gửi đi thì nó không bảo đảm. Tôi cũng mong gửi đi để tôi rộng vườn đấy, nhưng mà gửi đến anh em thì cây nó phải bảo đảm. Thỉnh thoảng có những anh em mà nhắn tin là cây về trồng nó không sống thì mình cảm thấy buồn. Đặc biệt là những cái cây gửi này về anh em trồng, anh em không bỏ phân đạm nhé. Chỉ có bỏ phân vi sinh mới, trộn phân vi sinh với phân chuồng là được. Chứ còn nếu mà cho rắc phân đạm là nó sót cây là. Như cây này thì cũng có thể được này, mình bỏ ít thì được này. Tại vì nó có bầu đất, nó vườn nó dễ này. Chứ những cái cây mà nhiều khi nó không có bầu đất ấy, về anh em lại cho phân ngay này, nó sót nó chết ngay. Phân vi, phân hóa học ấy. Lộc vừng mà sau khi cắt thế này, này nó bật mầm rất nhiều phía bên trong này. Anh em chỉ những cái mầm mà trong kẽ này, này anh em cắt nó đi, chứ còn những cái mầm mà nó đang mọc ở cái thành cái cành đấy là anh em nên để đây. Những cái mầm này vừa rồi là do tôi kéo ống nó bị gãy, nhưng mà nó bật lại. Đợt này cắt lá này thì nó bật lại hết chỗ này, thì mình để chỗ này để cho nó rút cái thân này ra, rút cái đoạn gốc của cái thân này ra, thì sau này nó mới đẹp được, nó mới côn cây được. Lộc vừng thì dễ lắm. Đây là những cái cây mà tôi cắt như này, này. Khoảng 2-3 tuần nó bật mầm này. Đấy, nó cũng cắt y như cây vừa nãy. Đấy, nó bật rất nhiều mầm như này. Những cái mầm này thì sau này mình loại bỏ, nhưng mà nhiều khi mình cứ nuôi để cho nó rút cái đoạn này. Xong là 1-2 tháng bắt đầu mình lọc những cái mầm trong lách lên. Những cái mầm nó nằm ở thân này thì mình nên để. Nuôi cây nó phải từng bước một. Tôi đa số thì những cái cây này, cái tầm này là anh đã giao lưu với anh em hết rồi. Đâm ra nhiều khi là những cái cây mà mình tạo để cho nó hoàn thiện thì khó. Tại vì thứ hai là cái điều kiện mình nó không có. Vừa giao lưu với anh em vừa vui, nó cũng vừa có một cái tí thu nhập. Đâm ra buộc phải giao lưu, chứ còn những cái cây này mà tôi nuôi khoảng 3 năm nữa thì phải nói là anh em nhận không ra luôn. Khi lấy tay cành thì mình cắt giật rồi nó giật bật ra những mầm mới ra mình tạo. Những cái cây này giao lưu thì rất là tiếc luôn. Cái video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh chị em nhé.